Thư viện lưu động năm nay tại Sư đoàn 9 đã mang hơn 1.000 đầu sách, gồm truyện ngắn, tiểu thuyết, sách lịch sử, sách quân sự và hàng trăm loại báo, tạp chí đến với cán bộ chiến sĩ. Với nhiều chiến sĩ mới như Phạm Quốc Huy, việc tham gia các hoạt động đọc sách tập thể như thế này không chỉ giúp anh tiếp cận với những kiến thức mới, mà còn giúp khơi dậy tình yêu với những cuốn sách về tâm lý, về lịch sử. Sách mang đến cho tôi những kiến thức mà tôi không thể thấy được ở những cuộc sống thường ngày. Nó có thể giúp tôi trau dồi về mặt như là kiến thức về những vấn đề về mọi mặt ở xã hội. Nếu mà như bản thân tôi thì tôi sẽ chọn là lựa chọn những cuốn sách mà mang nhiều về tính nhân văn, ví dụ như là Đắc Nhân Tâm hay là Đi Về Phương Đông. Để tạo cảm hứng cho bộ đội, những tủ sách phát triển bản thân, sách kỹ năng sống đã được các đơn vị cập nhật thêm những cuốn sách hay, sách mới. Các hoạt động bình thơ, bình sách, các khu trưng bày, giới thiệu sách cũng được trang trí đẹp mắt và xây dựng công phu. Chúng tôi là có cái mô hình đó là tủ sách phát triển bản thân, tức là theo cái nhu cầu của các bạn. Tức là cái tâm tuổi phù hợp với tâm lý tuổi trẻ ấy, thì các bạn tìm đọc các loại sách mà phù hợp với cái nhu cầu của mình. Khi niềm đam mê với sách trong mỗi cán bộ chiến sĩ được khơi dậy, cũng là lúc tình yêu với sách được lan tỏa rộng rãi trong toàn đơn vị. Đây cũng là cách giúp các đơn vị trong quân đoàn 4 quản lý tốt hơn nữa tư tưởng và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật của bộ đội. Tạo nên các cái diễn đàn trực tiếp để trao đổi về các vấn đề trong cuộc sống gắn liền với yêu cầu nhiệm vụ, tâm lý, tình cảm của cán bộ chiến sĩ. Chúng tôi tổ chức giới thiệu sách, chia sẻ những cái thông tin qua các cái tổ, nhóm có cùng cái sở thích để làm lan tỏa những cái thông tin từ sách, báo có giá trị giáo dục, định hướng tư tưởng và bồi dưỡng cái tâm hồn cũng như là bồi đắp cái lý tưởng cho cán bộ chiến sĩ. Việc các đơn vị triển khai nhiều biện pháp sáng tạo nhằm nuôi dưỡng thói quen đọc sách cho bộ đội đã cho thấy sự đóng góp tích cực của quân đội đối với việc khuyến khích và phát triển văn hóa đọc sách, cũng như xây dựng xã hội học tập trong toàn dân.